Hỗn hợp X gồm M2 alkan A và B đồng đẳng kế tiếp. Cracking 11,2 lít hỗn hợp X thì thu được 22,4 hỗn hợp B gồm alkan, alken và hydro. Thì khổ hơi của Y đối với hydro là bằng 8,2. Điều cầu chúng ta là tính công thức, xác định công thức phân tử và số mol của A và B. Đây là một cái bài tập là người ta cracking hỗn hợp. Như vậy, bước đầu tiên em sẽ tính cho thầy cái gì tính được thì cứ tính đi. Em tính cho thầy mol X bằng bao nhiêu? 11,2 chia 22,4 0,5. Mol Y là bằng 1 mol, đúng không ạ? Người ta cho tiệt khối hơi của Y đối với hydro là bằng 8,2. Đây tiệt khối của Y này đối với hydro này là bằng M lớn của Y này chia M lớn hydro là 2 và bằng 8,2. Từ đây chúng ta tính được M Y bằng 16,4. Rồi, điều cầu chúng ta là gì? Xác định công thức phân tử và số mol của A và B. Rồi ở đây bước đầu tiên em sẽ gọi. Gọi công thức cho hai alkan được chưa? A và B là gì? Gọi công thức chung cho hai alkan A, B kế tiếp, đồng đẳng kế tiếp. Thì ghi tắt em nha, đồng đẳng kế tiếp này là CnH2n cộng 2. Ở đây là n trung bình em nha, vì nó kế tiếp mà. Thì cái n này là n trung bình. Số carbon trung bình, được chưa? Rồi, ở trong bài toán này thì chúng ta nhớ thầy là trong bài toán cracking thì nếu người ta không nói gì thì hiển nhiên là nó có dư rồi, không cần phải suy nghĩ nhiều nha. Chúng ta có CnH2n cộng 2 thực hiện phân cracking, nhiệt độ xúc xích, áp suất CnH2n. Ở đây mình sẽ đặt nó là Cm đây ha, H2m cộng 2 là alkan cộng với một cái alken nhỏ hơn. Alken đây mình cho nó là CT đi, H2T với N bằng M cộng T. Được chưa? Cái được không bạn ơi? Cái này có được không? Cái đây được không Đạt ơi? Dạ được rồi. Và bạn lưu ý ở đây mình phải đặt N trung bình mới đúng, hiểu không? Bởi vì nó đâu phải là một alken đâu, hiểu không em? Không phải là một alkan, do đó ở đây nó là nhiều hỗn hợp. Và trong trường hợp này có thằng nào dư nữa? Đây là Phượng nè. Được chưa em? Rồi mình lưu ý cho thầy là cái M này có thể bằng 0 đúng không? Bởi vì có hydro này, hiểu không em? Tới đây hiểu chưa? Để dàn tiếp. Chị hiểu rồi. Từ đó bài này bảo toàn khối lượng là xong, đúng không em? Bây giờ bài này là chúng ta có mol X rồi, khối lượng mol X có rồi, 14N trung bình cộng 2, đúng không? Mol Y có, mà lớn Y có rồi. Bảo toàn khối lượng thì sẽ tính được gì? N trung bình. Khi tính được N trung bình rồi, hiển nhiên chúng ta sẽ tìm được hai alkan. Cái đó chúng ta sẽ đi tìm số mol của chúng nữa là xong, hiểu không ạ? Giờ chúng ta có bảo toàn khối lượng. Khối lượng X bằng khối lượng của Y. Khối lượng X là lấy mol là 0,5 nhân M lớn. Lớn X là 14 N trung bình cộng 2 1 nhân cho 16,4. Em tính cho thầy N trung bình bằng bao nhiêu? hai phẩy hai thì suy ra là gì? Cái gì em? Hai phẩy hai thì nó sẽ là gì? A bây giờ là C2H6 và B là C3H8.
Tới đây được chưa bạn ơi? Thì ở đây mình có hai cách để tìm mol. Một á, mình dùng công thức đường chéo sẽ lẹ hơn rất là nhiều. Đây thầy chỉ bạn dùng đường chéo. Ở đây mình có mol của C2H6 và mol của C3H8. Chúng ta có số carbon. Chúng ta làm quen dần với công thức đường chéo đi. Số carbon chứ đừng ghi là sóc em nha. Để ta tách ra cho bạn hiểu kê là sao sao thầy ghi tự chân thầy ghi sóc ở đây. Em có gì đấy thấy gì để sóc đâu. 2 đề 8 này. Trung bình là 2,2. Hình như ở đây mình ghi nhầm đúng không ta? C đây là bằng 3 thôi chứ. Rồi, đường chéo trên cùng này và đường chéo dưới này. Đường chéo trên đi. 3 trừ đi 2,2 thì bằng 0,8. 2,2 trừ đi 2 thì còn lại 0,2. Cái đó mình có mol của C2H6 trên mol của C3H8. 0,8 trên 0,2 là bằng 4 trên 1. Mà tổng số mol của chúng là bằng 0,5, đúng không? Từ đây chúng ta sẽ ra mol của C2H6 bằng 4 trên 4 cộng 1 nhân cho 0,5 thì bằng 0,4 mol. Còn lại là lấy 0,5 trừ 0,4 là 0,1 mol. Tới đây hiểu chưa? Hay bài toán. Bạn thấy là cái công thức dành cho số carbon trung bình cực kỳ mạnh nha. À đó. Tới đây được cho em nhờ. Tới đây ý kiến gì không? Giờ chúng ta xem mà có gì ý kiến thì chúng ta hỏi nha. Được chưa em ơi? NC2H6 bằng 4 trên 4 cộng 1 là đâu đây? Cái gì em ơi? NC2H6 bằng 4 trên 4 cộng 1 nhân 0,5. 4 trên 4 cộng 1 ở đâu? Lấy phần chiếm cho tổng số phần. Tổng số phần bằng nhau là 5. Nó chiếm 4 phần của 0,5. Hay nó khác là C4. C2H6 chiếm 4 phần 5 của tổng. Tổng là 4 cộng 1 là 5 phần đấy, thấy không? Em học có toán lớp 3, lớp 1 rồi. Này toán lớp 5 chứ nhờ, lớp 3 chứ. Tổng số phần bằng nhau. Được chưa? Em hiểu à? Dạ hiểu rồi. Tao đã hiểu chưa? Còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không. Nhớ cho mình là bài toán mà nếu người ta chưa cho mon thì chọn mon, mà ở đây có mon rồi dùng luôn. Tiện luôn, dễ luôn, thế thôi.